Nhiều báo chí và các trang fanpage lớn đưa tin về ngoại hình của Hồ Văn Cường trong show diễn gần đây. Kính thưa quý cô chú anh chị và các bạn, sau đêm diễn gần đây của Hồ Văn Cường tại phòng Trà Mây Đà Nẵng, mới đây nhiều báo chí cũng đã lên tiếng đưa tin về ngoại hình mới lạ, cụ thể nội dung nhiều trang báo đã viết. Hồ Văn Cường gây xôn xao với ngoại hình mới, khán giả phản ứng mạnh. Sự thay đổi ngoại hình của Hồ Văn Cường khiến nhiều người bất ngờ. Thời gian qua, Hồ Văn Cường đã tích cực trở lại với âm nhạc bằng những đêm nhạc riêng sau một thời gian tập trung cho việc học. Kể từ ngày trở lại, Hồ Văn Cường được nhận xét có những bước tiến bộ về giọng hát lẫn khả năng trình diễn. Điều này được cho là nhờ sự dìu dắt rất lớn từ danh ca Ngọc Sơn. Trước đó, danh ca Ngọc Sơn cũng từng nhiều lần nghiêm khắc tập luyện cho Hồ Văn Cường để nam ca sĩ có thể tiến bộ cải thiện giọng hát. Mới đây, những hình ảnh của Hồ Văn Cường trong một đêm nhạc ở Đà Nẵng đã khiến người hâm mộ xôn xao. Cụ thể, nam ca sĩ xuất hiện với vẻ ngoài vô cùng rạng rỡ và tràn đầy năng lượng. Nếu để ý kỹ sẽ thấy Hồ Văn Cường đã tăng cân kha khá so với trước đây. Chính vì điều này đã khiến cho nam ca sĩ trẻ càng thêm chững chạc khi diện lên mình những bộ vest lịch thiệp. Màn lột xác ngoại hình của Hồ Văn Cường đã nhận về rất nhiều lời khen ngợi từ người hâm mộ. Đa số ý kiến đều cho rằng nam ca sĩ trông điển trai và trưởng thành hơn rất nhiều. Không chỉ nhận được nhiều tình cảm từ khán giả trên con đường ca hát, vừa qua Hồ Văn Cường đã đón nhận tin vui khi lượt xem tổng trên kênh YouTube của nam ca sĩ đã đạt hơn 50 triệu lượt xem. Con số này không thật sự quá cao, tuy nhiên đây lại chỉ là những đoạn clip sân khấu, chứ không phải MV chỉn chu. Điều này cho thấy, khán giả vẫn dành rất nhiều sự quan tâm cho giọng hát của Hồ Văn Cường. Sau show diễn của Hồ Văn Cường tại thành phố xinh đẹp Đà Nẵng, nhiều cư dân mạng cũng đã để lại bình luận. Cường à, show diễn đi qua để lại trong lòng người hâm mộ bao kỷ niệm vui buồn lẫn lộn. Vui vì được bên em, được nhìn thấy nụ cười trên môi và được nghe em hát. Buồn vì show diễn đi qua phải chia tay, xa nhau, trong lòng họ rất nhớ nhớ từng ánh mắt nụ cười em. Còn với chị ở rất xa, chị vẫn nghe nhạc em hàng ngày, lật dở từng bức hình em coi lại. Em biết không có một tấm hình chị thích nhất, nhìn tấm hình đó chị cảm nhận tuổi thơ của em. Chị cứ cười một mình và cảm giác thương em đến lạ. Trước buổi biểu diễn, bác bước vào khu vực dành cho khán giả, cảm nhận đầu tiên của bác là hồi hộp, xen lẫn sự vui mừng. Đi đến đâu cũng chỉ nghe thấy tiếng cười rộn rã của mọi người ở nhiều lứa tuổi khác nhau, bác thấy không khí như một gia đình. Điều đặc biệt nhất, bác nhận thấy tất cả mọi người đều mặc chung một màu áo xanh đọt chuối và có chung một tình yêu thương vô bờ bến dành cho con. Từ khi con bước chân vào, tiếng hò reo vang lên cả một không gian rộng lớn, ai cũng vui sướng khi nhìn thấy con cả một đêm diễn. Mấy tiếng đồng hồ con đã làm cho mọi người bùng nổ cảm xúc reo hò không ngừng. Lần đầu tiên bác mới được gặp con ngoài đời thực, thỏa lòng mong ước mấy năm qua của bác. Bác sẽ nhớ mãi những cảm xúc này bên bác và nếu có cơ hội bác sẽ tiếp tục tham gia những show diễn tiếp theo của con. Bác và FC Xanh Đọt Chuối Hải Dương yêu con rất nhiều. Hồ Văn Cường nói thật lòng, sau hơn một năm rời khỏi công ty cũ, trời quang mây tạnh rồi. Kính thưa quý cô chú anh chị và các bạn, sau đêm sinh nhật của Hồ Văn Cường, fan Xanh Đọt Chuối chia tay nhau, mọi người gói ghém hành trang trở về quê để chăm lo cuộc sống riêng của mỗi người. Những nối tiếc của fan về một đêm sinh nhật vui vẻ, đầy ắp kỷ niệm, được gặp gỡ giọng ca đất Gò Công và giao lưu cùng đại gia đình Xanh Đọt Chuối, được fan liên tục chia sẻ lên trên các trang mạng xã hội. Mới đây, một fan Hồ Văn Cường sống tại Nha Trang đã chia sẻ lại cảm xúc khi thấy Hồ Văn Cường nói về những cảm nghĩ của mình khi bắt đầu một cuộc sống mới, từ cột mốc bước sang tuổi 19 cho đến nay. Fan Nha Trang chia sẻ: tạm biệt Sài Gòn 20:55, ngày 12 tháng 3, về đến thành phố biển Nha Trang, lúc 5:00 ngày 13 tháng 3. Lên đênh xình xịch trên đoàn tàu SE2 với một đêm không ngủ, chỉ biết xem lại những giây phút bên con, bên đại gia đình Xanh Đọt Chuối. Út ơi, cô vui và hạnh phúc lắm khi được dự sinh nhật tuổi 20 của con. Nghe được ba điều ước của con, cô vui mừng biết bao, và nghe con hồi tưởng lại tuổi 19 con được tự do, làm được những gì con thích. Nghe con nói, lòng cô như nghẹn lại và thương con biết giường nào. Hình như có hạt bụi vương vào mắt cô. Trời quang mây tạnh rồi, mặt trời sáng lên. Con với bao hoài bão và ước mơ cho tương lai, khi chắp tay cầu nguyện cho tuổi 20 tràn đầy nhiệt huyết. Cô hạnh phúc vô cùng khi thấy một rừng chuối xanh từ ba miền, Nam Trung Bắc và Hải Ngoại trong buổi tiệc sinh nhật tuổi 20 của con. Cảm ơn vô cùng với FC Hải Ngoại, từ bên kia nữa vòng trái đất đem yêu thương về cho con. Cảm ơn vô cùng những FC Xanh Đọt Chuối tuổi cao vẫn đã phải giữ gìn sức khỏe để mong chờ đến ngày được nhìn thấy con bằng xương bằng thịt, được ôm con vào lòng cho thỏa lòng thương nhớ. Cảm ơn ban tổ chức FC miền Nam đã tổ chức buổi tiệc sinh nhật cho Cường,
cho đại gia đình xanh đọt chuối được về tụ hội, gặp gỡ và giao lưu. Cùng nhau hát Happy Birthday, chúc mừng sinh nhật tuổi 20 Hồ Văn Cường, sứ giả cảm xúc. Cô vui vô cùng khi thấy những fan nhí của anh Cường vẫn còn ngậm kẹo mút mà đã biết yêu thương, trân trọng và yêu tiếng hát của anh Cường. Cô rất vui thấy rừng chuối xanh sẽ mỗi ngày càng phát triển bạt ngàn khi có những cây chuối non lớn lên. Hãy vững tin bước vào tương lai con nhỉ. Khi đã có đại gia đình xanh đọt chuối luôn bên con, yêu thương và ủng hộ con. Hãy học thật giỏi, hát thật hay để không phụ lòng khán giả của sứ giả cảm xúc đã luôn ủng hộ con. Chúc con luôn nhiều niềm vui trong học tập và cuộc sống, hạnh phúc bên gia đình của con. Cảm ơn vô cùng hai đấng sinh thành của Hồ Văn Cường đã sinh ra một đứa con em tinh thần vô cùng quý giá cho đại gia đình xanh đọt chuối. Giữ gìn sức khỏe và tỏa sáng hơn nữa Cường nhỉ. Chúc con thành công. Fan Hồ Văn Cường tiết lộ thành công không phải ngẫu nhiên. Ai biết được những khoảnh khắc này? Kính thưa quý cô chú anh chị và các bạn, mới đây trong một nhóm SC Hồ Văn Cường đã đăng tải bức ảnh nam ca sĩ ngồi ở một góc lặng lẽ dùng điện thoại để tranh thủ ôn bài trước khi lên sân khấu biểu diễn. Có thể thấy Hồ Văn Cường luôn có tâm với những sân khấu mà mình góp mặt khi cố gắng ôn lại các bài hát để có thể mang đến một đêm diễn chỉn chu nhất dành cho khán giả. Khi đăng tải bức ảnh Hồ Văn Cường cặm cụi ôn bài, FC nam ca sĩ còn đăng tải dòng trạng thái đính kèm. Thành công không phải ngẫu nhiên, đó là sự chăm chỉ, bền bỉ học hỏi và quan trọng nhất là tình yêu đối với việc mình đang làm. Và sự thành công của cậu út Gò Công, Hồ Văn Cường là xứng đáng vì cậu ấy vẫn đang cố gắng chăm chỉ từng ngày. Đây được xem như là một lời động viên tinh thần từ phía FC để Hồ Văn Cường có thể ngày một tiến xa hơn trên con đường âm nhạc của mình. FC của Hồ Văn Cường được xem như là cánh tay phải vô cùng đắc lực của nam ca sĩ khi đã đồng hành và hỗ trợ nam ca sĩ rất nhiều trên con đường ca hát. Trước đó khi Hồ Văn Cường liên tục gặp sự cố không hay như bị đồn thổi đã qua đời, sản phẩm âm nhạc trục trặc không thể ra mắt, fanpage liên tục bị đánh sập. SC của Hồ Văn Cường đã lên tiếng để bảo vệ nam ca sĩ, cũng như kêu gọi khán giả có thể theo dõi và cập nhật những thông tin chính xác nhất từ trang fanpage mới. Trong trường hợp không thể giải quyết, FC xanh đọt chuối cho biết sẽ nhờ đến pháp luật để xử lý những cá nhân đưa thông tin sai lệch, gây ảnh hưởng đến nam ca sĩ Hồ Văn Cường. Mình lại hẹn nhau về Đà Nẵng. Khúc ruột miền Trung trải dài nỗi nhớ. Trời thả gió, cái nắng như đổ lửa. Nhưng đâu nóng bằng lòng người tụ về đây. Đà Nẵng nhớ, mặn mòi biển Mỹ Khê. Mênh mang, sóng vỗ bờ ngàn câu hát. Đất Quảng ta, tình sâu nghĩa nặng. Như nhựa ấm lòng, giọng nói lạ quen. Nào miền Nam miền Bắc, từ bốn phương. Dạo rực nắm tay, hướng về Đà Nẵng. Thả niềm tin, lên bầu trời cao rộng. Đón nắng về, bên sông Hàn mến yêu.